10 mỹ nhân cổ trang làm khuynh đảo màn ảnh Hoa ngữ 2017. Thứ nhất, Angela Baby. Với vẻ đẹp lai mỹ miều quyến rũ, Angela Baby đã mở màn rực rỡ cho màn ảnh Hoa ngữ trong vai diễn Bạch Xính Đình của bộ phim truyền hình Cô Phương Bất Tự Thưởng. Nhan sắc nổi bật, cốt truyện hấp dẫn đều là những điểm khiến bộ phim này ngay từ đầu đã nhận được sự chú ý quan tâm của nhiều khán giả truyền hình. Được biết, giai đoạn đóng vai diễn này, bà xã của Huỳnh Hiểu Minh đang mang thai đứa con đầu lòng. Thế nhưng nhan sắc lộng lẫy, rực rỡ và tươi tắn trên phim ảnh khiến Angela Baby trở thành tiêu điểm và được ca tụng là một trong những bà bầu có nhan sắc xinh đẹp của làng giải trí. Thứ hai, Dương Mịch. Lên sóng cùng vai diễn đế cơ Thanh Khâu Bạch Thiện, Dương Mịch khiến fan đứng ngồi không yên với nhan sắc quyến rũ, sắc sảo của mình. Tính đến thời điểm hiện tại, mỹ nhân Hoa ngữ đã và đang nhận được sự ủng hộ hết sức nhiệt tình từ phía khán giả, không chỉ với vai diễn này mà còn cả bộ phim Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Cũng chính vai diễn Bạch Thiện, Dương Mịch từng bước chinh phục người theo dõi với diễn xuất ngày càng tiến bộ của mình trong từng cảnh phim. Thứ ba, Địch Lệ Nhiệt Ba. Không hề thua kém đàn chị Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba là mỹ nhân thứ hai được khán giả quan tâm đặc biệt trong phim Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa bản truyền hình. Đảm nhận vai diễn Phượng Cửu xinh đẹp, đáng yêu trong phim đã khiến cái tên Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành hiện tượng gây sốt của làng giải trí. Vẻ đẹp của cô nàng đã mang lại một làn gió mới giữa rừng hoa showbiz hiện nay. Thứ tư, Cảnh Điềm. Màn ảnh cổ trang Hoa ngữ năm 2017 trở nên sôi động khi có sự tham gia diễn xuất của đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh Cảnh Điềm trong Đại Đường Vinh Diệu những ngày đầu năm mới. Bộ phim tuy không nhận được nhiều sự chú ý của khán giả, nhưng nhan sắc của mỹ nhân này cũng là một trong những đề tài khiến dư luận xôn xao trong một thời gian dài. Thứ năm, Triệu Lệ Dĩnh. Sau chuỗi thành công với hàng loạt dự án phim cổ trang đình đám như Hoa Thiên Cốt, Lục Trinh Truyền Kỳ, mỹ nhân xinh đẹp này sẽ đem đến màn ảnh Hoa ngữ năm 2017 dự án gây chú ý dư luận, Đặc Công Hoàng Phi Sở Kiều Truyện. Với nhan sắc xinh đẹp, khả năng diễn xuất đầy nội lực, Triệu Lệ Dĩnh được kỳ vọng sẽ tiếp tục làm nên chuyện với tác phẩm mới này. Thứ 6, Lưu Dược Vi. Được mệnh danh là thần tiên tỷ tỷ với vẻ đẹp mong manh như thiên sứ, khí chất thần thái tựa thiên tiên, Lưu Dược Phi được nhiều fan nguyên tác yêu mến và sướng rơn khi hay tin cô sẽ đảm nhận vai chính trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa bản điện ảnh năm 2017 này. Tạo hình của Lưu Dược Phi khiến nhiều người không khỏi trầm trồ và được nhận xét là hơn đứt nàng Bạch Thiển của Dương Mịch. Thế nhưng thực lực diễn xuất của mỹ nhân này vẫn là dấu chấm hỏi lớn khiến nhiều người tò mò, chờ đợi phim được phát sóng. Thứ 7, Lưu Thi Thi. Bà xã của nam tài tử Ngô Kế Long hứa hẹn sẽ có màn tái xuất màn ảnh Hoa ngữ năm 2017 với dự án phim về đề tài xuyên không Túy Linh Lung. Tuy tạo hình của mỹ nhân này vẫn đang là đề tài tranh cãi khá sôi nổi, nhưng thực lực diễn xuất của Lưu Thi Thi vẫn là một minh chứng tạo niềm tin, đem lại một tác phẩm có giá trị đến công chúng. Thứ 8, Châu Tấn. Châu Tấn sẽ trở lại màn ảnh truyền hình với dự án cổ trang không thể nào hot hơn, Hậu Cung Như Ý Truyện, đóng cặp cùng với nam thần Hoắc Kiến Hoa. Sự xuất hiện của ngôi sao kỳ cựu này chắc chắn sẽ là điểm đáng chú ý không thể bỏ qua của điện ảnh truyền hình Hoa ngữ năm nay. Thứ 9, Tôn Lệ. Sau hàng loạt thành công với các thể loại phim hậu cung, Tôn Lệ sẽ tái xuất màn ảnh truyền hình 2017 với bộ phim Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn. Diễn xuất tự nhiên, gương mặt tươi sáng chính là những điểm mạnh mà mỹ nhân này có được và sẽ giúp cô tiếp tục gây bão trong làng giải trí năm nay. Thứ 10, Phạm Băng Băng. Sau thành công vượt bậc và danh tiếng nổi như cồn của Võ Tắc Thiên Truyền Kỳ, người đẹp Phạm Băng Băng sẽ tiếp tục khuynh đảo màn ảnh Hoa ngữ năm con gà với dự án phim cổ trang đình đám Thắng Thiên Hạ. Nhiều khán giả kỳ vọng mỹ nhân này sẽ hứa hẹn tô vẽ thêm nhiều sắc màu cho màn ảnh cổ trang Hoa ngữ năm 2017 này.